Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2024, tại thị xã Sapa và dọc theo tuyến quốc lộ 4D, các loại hoa Tết như đào thế, đào cắt cành, hoa lan kiếm trần mộng, nhất chi mai đã được các chủ vườn và người dân bày bán ngập tràn. Tuy nhiên, lượng khách mua hoa thời điểm này vẫn khá thư vắng. Trong cái rét đậm 3 độ C, trên quốc lộ 4D, rất nhiều người dân, chủ yếu là đồng bào người Mông, đã chở đào cắt cành xuống để bày bán. Sau khi đã lựa chọn và trả giá kỹ càng, gia đình chị Trần Thị Hằng đến từ Hà Nội đã mua được một số cành đào phai ưng ý. Đào này em vẫn thích hơn vì nó vẫn có cảm giác thiên về với dân tộc hơn. Những tân cánh dày nhưng nó lại không có những cái màu đẹp như là đào của Sapa. Em cảm thấy là vui hơn bởi vì là đôi khi là về chưa chắc đã dùng hết và cũng chưa chắc đã dùng đến, nhưng mà mình lại cảm thấy là mình tạo được niềm vui cho người khác. Theo nhiều người dân bán đào cắt cành tại khu vực này, thì năm nay lượng khách hàng mua hoa không nhiều. Nhiều ngày nay chở cành đào từ trên núi xuống để bày bán, nhưng anh Sọi cùng nhiều người dân khác vẫn phải thường xuyên chở đào về vì vắng khách mua. Giá bán cành đào năm nay so với mọi năm đấy nhỉ? Rẻ hơn ạ. À? Ví dụ như cành này mà mọi năm nó giá khoảng bao nhiêu? Năm ngoái thì bán chở rất được. Năm ngoái được, vâng. Thế năm nay bà em nói bao nhiêu rồi? Nó 3 triệu, 2 triệu mua rồi. Từ hôm giờ em bán được nhiều chưa? Không bán được. Không bán, không còn đưa gì ạ. Do lượng khách mua thưa vắng nên giá đào cành rất rẻ. Một cành đào phai có thế đẹp, nhiều nụ và thân phủ rêu phong giá chỉ khoảng 1 triệu đồng, bằng một nửa so với năm trước. Tương tự, những loại hoa đặc hữu của Sapa như lan trần mộng, nhất chi mai, giá năm nay cũng khá rẻ. Chỉ cần bỏ ra từ 300 đến 800 nghìn đồng là người mua đã có một chậu hoa Tết độc lạ mà khá ưng ý. Do năm nhuận, thời tiết khá ấm nên nhiều chậu đào thế, nhất chi mai cũng đã nở bung trước Tết, khiến nhiều chủ vườn thất thu. Những hộ trồng hoa ở Sapa hy vọng những ngày tới lượng khách mua hoa Tết sẽ tăng cao, giúp bà con có nguồn thu bù lại cho một năm chăm sóc hoa vất vả.